và bây giờ là tiết mục thời trang áo dài. Sau đây do nhóm bà ngoại, bà nội, anh Bảy Mưng rồi trình diễn không thể so sánh với các cô người mẫu, nhưng phần nào nói lên tấm lòng biết ơn của chúng tôi dành cho anh Hoàng Thiện. Chúng tôi vô cùng yêu mến anh và cầu mong anh lúc nào cũng mạnh khỏe để hướng dẫn cho chúng tôi thở để giữ gìn sức khỏe cho chúng tôi. Mời lên hát mấy bạn. Nếu có gì trong buổi trình diễn tấm đàn ngày hôm nay thì xin quý vị vui lòng bỏ qua cho. Và bây giờ thì xin mời các chị với tiết mục trình diễn thời trang áo dài. Thank you.
70 hết rồi đó quý vị.